Ngày hôm nay hai tàu cá vỏ thép số hiệu QNG94359TS và QNG95868 đã chính thức được bàn giao cho hai ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi. Sau 7 tháng thi công, hai tàu đều có công suất 811 mã lực với tổng số tiền đầu tư là 8,7 tỷ đồng một tàu. Đây là số tiền của các nhà tổ chức, nhà hảo tâm trong cả nước đóng góp về quỹ hỗ trợ ngư dân, trong đó mỗi ngư dân phải bỏ ra 1,2 tỷ đồng vốn đối ứng. Mỗi tàu gồm 5 khoang chứa cá, nhiên liệu, nước ngọt, đủ để đánh bắt liên tục trên biển trong khoảng một tháng. Bên cạnh đó, tàu còn được trang bị hệ thống định vị vệ tinh, máy thông tin liên lạc tầm xa cùng nhiều trang thiết bị hiện đại khác. Dự kiến vào đầu tháng 6 tới, hai tàu này sẽ ra khơi. Tỉnh Quảng Ngãi hiện có trên 5.500 chiếc tàu đánh cá, hầu hết đều được đóng bằng vỏ gỗ. Việc đưa vào sử dụng hai tàu vỏ thép đánh dấu sự chuyển đổi sang một phương tiện khai thác xa bờ hiệu quả hơn, an toàn hơn khi đi biển.